Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Sol Siêu Vlog Nông Nghiệp đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay lâu lắm mình không ra một video. Thì mình cũng quay lại bố dân đang tháo lại bô ly. Ngày nay vào tới cà phê tập thể của mình nhá. Anh mới về Gia Lai sắp trắng trắng rồi sao? Nó đang sửa máy, tại vì máy bô ly nó nhỏ quá, thay cái bô ly khác. Đang học sửa máy nha mọi người. Được. Tại vì bữa nay thì 10 giờ rồi chưa tưới. Ngày này tới muộn quá. Phương kia này. Phương. Ừ. Sửa lại cái bộ máy tới cà nhá. Là máy 24 cái ca cà phê tập thể đấy, cà phê chung luôn đấy. Đây công nông đang lui xuống cái đầu nó tưới. Đây là máy này mồ côi rồi, lâu quá người ta không dùng thì chống nước mưa với là nó để lâu quá. Đây ca của nó phá hết đi này. Này nó cứng hết luôn, cứng ngắc luôn, không bao giờ chạy cái bánh đà luôn, hư rồi. Cái này chủ nhà nó để lâu quá, nó nghiêng một bên rồi. Cái này ao mình đã lập xong xuôi hoàn thành rồi, còn đi mua cái bô ly 25 lắp vào. Tại vì bô ly này, bô ly 22 thì nó nhỏ quá, nhưng mà Zecora thì to quá. Lặp xuống nó trùng quá. Sao? Duy làm thợ sửa máy sao? Có cực không? Không cực. Đỡ mệt không? Mệt hay là không mệt? Mệt. Ôi, tháo mỗi cái bô ly mệt. Đang sửa lại cái bô ly nó hư ấy. Đây, thợ sửa máy á, cái này thợ sửa xe nha. Tâm sự cho mọi người tí đi. Ừ, giống như người cấm nói sao nhỉ. Ừ, phải ăn à, thao có 3 con ốc thì mà từ nãy giờ rồi mà chưa xong.
Nước đây một ngày thì tới không bao giờ hết đâu nhé. Tại vì cái nước này mạch nó nhiều. Đây dâu. Dê cà rua này là dê cà rua to quá. Sâu của mình. Đây. Can này thì một ngày tưới là đủ. Coi như lấy lập bơ ly gần này. Còn Duy cái bơ ly lăng ơi. Vướng quá đấy, không 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 lắp được đâu. Thấy chưa? Làm sao mà chui vô được? Nó vướng cái bô ly nhỏ kia này. Bỏ đi bô ly kia đi. Tí lắp luôn cái bô ly 25 là chạy. Quá ok luôn. Sao ăn cơm nha, ngày nay không đi chăn bò này à? Chăn nuôi, chăn vịt. Bữa này chăn vịt. Chanh dây của Duy năm nay có quả không? Ít quả. Sao bữa nay không gọi anh em đi uống nước chè nhỉ? Chắc khả năng hết dừa rồi nhỉ? Đây. Khu bên này hôm trước thì làm ruộng nhé, bây giờ thì phá hết ruộng thì múc ao tưới ca rồi. Ao bên này thì không không bao giờ thiếu nước nhé, tại vì khu bên này nó có mạch nước thì nó nhiều. Đây, cái ông này đi kiếm ông đất, ông này. Hơi siêng đi làm ông đất. Đợi một đứa về mua cái bô ly 25 lắp vào cái bộ máy tưới cà. À này mình đi chơi thì mình lâu quá. Ê, chỗ này thì cũng có máy này, máy tưới cà đấy nha. Để nguyên căn luôn, để nguyên căn dầu ở đây luôn. Máy này máy nhỏ nha, cái này khoảng tầm máy máy 16, 16 hồi xưa ấy. Đây máy 16 hồi xưa này, 16 có quạt luôn. Đây có quạt máy 16. Máy này máy gọn nhất này. Vào trong cái ao này, bên kia cũng có máy nha. Bên kia cũng có máy này. Tại vì mờ quá nhưng mà nắng chói. Đây bu le. Bu le người ta rao lại thì sợ người ta chắt đi. Bên này cũng có mái nha. Ngồi ở đây cho mát. Đi trong đấy thì nắng quá. Thì ngày nay mình hai anh em mình đi vào tưới cà phê nhá. Tưới cà phê nhưng mà đợi anh Huy thì đi mua bô ly khác lắp vô. Cái này cũng máy 16 này. Chỗ này khu bên này dùng toàn nhiều máy 16 không ấy. Tại vì nó cân.
nó gần thì dùng máy 16 thì mình quay nó nhẹ, máy nó nhẹ tí, dùng máy to quá thì nó nặng máy, có khi người ta yếu quay không được. Ơi mình đi chỗ Duy kiếm cái ong rồi nhá. Sao thấy một ong à? À đã thấy được một tô ong nhá mọi người. Bên này cũng có ao luôn này, bên này cũng có ao. Ao này nhìn nó sâu lắm, ao nó nước nó nhiều. Đây kiếm mất ong, à thấy được một tô rồi. Cái này ong này hay lắm, đi kiếm ong ấy thấy nó bay xa thôi nhưng mà nó thấy luôn. To không? Ông ruồi à? Ông đất à? Nặng quá. Đi kiếm hàng của nó nhỉ. Tại vì nhiều cỏ quá. Ong này thì trước thì đi suốt cái ong đất, nhưng mà bữa nay thì nó bận công việc nhiều tại vì nó cũng đi kiếm được. Thấy nó bay qua bay lại thì ong đất nha. Thấy chưa? Ý là thấy hang của nó chưa? Đang mò cái gì đây? Ui trời ơi, đã thấy rồi mà đã báo là chưa. Có nước không? Ôi trời ơi, có nước rồi mà. Xong rồi nhá mọi người, đấy. Thì ong đất thì sắp chạy đi sao ấy. Nó ở lâu rồi. Xem nào. Ui, Được. thư miên nha. Ừ. Mời mọi người ăn đi. Ngon quá. Nhìn từ xa nó thèm thèm rồi ấy. Ui giời. Cứ lấy hết ra đi. Lấy hết ra cho anh em mình ăn. Nhặt lên. Tại vì đi quay xa quá nhưng mà không đi được. Tại vì chỗ này thì nó dốc không đi được nha. Dốc sợ nó rớt xuống ao này chết. Không đốt à? Cái ong đấy không đốt chả? Tài thật nhỉ. Ong ruồi mà cứ lấy vậy thôi. Lấy bằng tay trắng thôi. Hả? Không có được, không bắt được đâu. À. Rửa trong xe máy rồi. Nó đi tút vào kia luôn. To. Ý là hàng của nó to to chắc khả năng nhiều ấy nhỉ. Ui. Lấy cái đựa bao thôi chứ.
Thôi tí buổi trưa đi. Buổi trưa vào đào đi. Ừ, còn đi làm nữa mà. Bố Hiêm vào rồi. Đi. Vào rồi. Thấy nghe tiếng xe của nó vào rồi mà. Thôi thôi thôi. Đấy, buổi trưa đào luôn. Đấy nha, xong rồi nha mọi người. Đấy. Đấy, chỗ đó là thì khó đi luôn đấy nha. Xem nào. Ôi giời. Cái này thì sắp chạy rồi còn đâu nữa. Đấy, đây cầm đi, cầm ăn đi. Làm miếng. Cái này thì mật nhá. Được. Bây giờ thì làm xong rồi. Ngọt nhỉ. Đúng ngọt thật. Mời mọi người ăn cùng với mình nhá. Hai anh em mình bắt được một ít để trưa mình bắt tiếp. Bây giờ thì đi làm. Thấy nó bay à? Sao thấy hay vậy? Quay lại chỗ cái máy mình lắp nha. Tại hơn đang đậy cái bô ly mình vô là mình ráp vô là xong là mình đi tưới cả luôn. Tưới đất hai. Đấy, đang mò cái mật ong ấy. Hơ. Ngon quá mọi người. Nó ngọt. Mất mùa này thì nó đặc lắm. Nước. Đây. Đang rửa tay. Sao? Ăn mật nó ngon không? Ngon lắm. Ngon. Ngon. Thơm. Ngon thơm. Ngon như mật thơm nhỉ, không phải là thơm. Mật mà nó báo thơm. Nó ngọt chứ làm gì mà thơm được. Ôi trời, cái ông này. Tèo leo ấy. Lé à? Bị lé à sao? Ui giời, nói bị lé là ngước đầu. Bị lé biết vì sao không? Lé là cái gì? Thôi nha mọi người, mình hãy dừng lại cả clip tới đây. Mọi người thấy hay và nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Bye mọi người đây. Duy. Đây. Chào tất cả mọi người nha. Bye nha.